Chào tất cả anh em đột kích thân thương đã lại đến với kênh của em. Hiện tại thì cái giải Valan 2022 đã chính thức mở đăng ký thi đấu, hẹn chót là ngày 3 tháng 7 này. Đây thì có thể coi là một cái giải đấu phong trào thường niên nhằm tìm kiếm những cái nhân tố mới cho cái nền esports đột kích. Và cái giải này không chỉ mở ra cơ hội thi đấu chuyên nghiệp mà còn là sân chơi quy mô lớn dành cho tất cả anh em đột kích và các LAN lớn nhỏ trên cả đất nước chúng ta. Đây cũng có thể là một cái giải đấu bùng nổ với hàng loạt các nhân tố mới, nhưng cũng có thể là sự trở lại mạnh mẽ của những cái LAN gạo cội, những cái anh em có tiếng trong cái làng đột kích từ xưa đến nay. Và anh em biết không, Rumbot ở CFL mùa 1 đã lọt vào top 4. Đây cũng là một cái đội tuyển đã đi lên từ cái giải đấu phong trào Valan. Nên anh em nào có khả năng thì đừng có chần chừ lo lắng nữa. Gọi ngay cho các chiến hữu ngày xưa lập tem thôi. Nếu anh em không có đủ tem thì vẫn có thể ghép tem nha anh em. Nên anh em đừng có lo về cái việc anh em chỉ có một mình. Mặc dù là một cái tem ghép nó sẽ khó bắn hơn. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho anh em một cái con hàng hơi dị của cái dòng Sniper. Một cái thành viên của nhà Elite. Em nó mang tên VKS94 Elite. Con này thì khác với cái dòng VKS bị cấm nha anh em. Nó thì cũng không thể bắn một cái phát vào thân 100cc như cây VKS được. Mặc dù là sau mấy trận trải nghiệm thì em thấy cái đam của nó có vẻ là to hơn M700 một chút. Và như em đã nói ở cái video 9A91 Elite á, thì con cháu của cái dòng báu vật này đều ngon hết. Mà cái này nói ngon thì cũng không hẳn lắm, vì khẩu này được rất ít người sử dụng. Và theo em thì một cái người chuyên sniper hầu như họ không bao giờ họ bắn cái cây này. Tại sao vậy? Hãy cùng em phân tích nha. Thứ nhất, cái khẩu súng này không thể hạ đối phương ngay ở một phát bắn, trừ khi là bắn vào đầu mới chết thôi. Thứ hai, một sniper họ thường rất ít khi chọn những cái dòng liên thanh như thế này. Bắn trông rất là chán mắt, sẽ không có những cái pha vẫy, không có những cái pha snap. Một cái điều cơ bản của dòng sniper mà những ai yêu cái dòng này rất là thích, mà khẩu này lại không có. Thứ ba, trình độ anh em sniper Việt Nam thì cũng khá là đỉnh rồi. Nếu đem một cái khẩu như thế này vào một cái phòng chuyên đấu đơn, chuyên sniper như kênh 10 thì chắc chắn anh em sẽ ăn hành cả rễ, mặc dù đôi khi là cũng có ngoại lệ nếu anh em rồ. Thứ tư thì khi delay với vũ khí phụ thì nó sẽ chậm hơn một cái số khẩu mà anh em sniper chuyên bắn bây giờ, nên nó không phù hợp chơi C4 cho lắm. Cuối cùng thì là một cái vấn đề ở khẩu này, em không biết là game lỗi hay là do thiết kế khẩu súng này nó như vậy, mà dường như khi bắn khẩu này anh em sẽ không nghe được tiếng súng, thi thoảng thì có nghe chiếu chiếu chiếu. Mà khi anh em để nguyên cái tâm này để bắn liên thanh á, thì sẽ không nghe được bất kỳ thứ gì, từ tiếng đạn của đối phương cho đến tiếng phút. Một cái điểm trừ của khẩu này, theo em thì đó là 5 điều làm cho một sniper họ sẽ rất ít khi bắn cái khẩu này, hoặc là những cái dòng tương tự cái khẩu này. Chê nãy giờ thì nhiều rồi, vậy thì khẩu này có gì ngon? Thứ nhất là súng rất nhẹ nhàng. Đây hình như đã là đặc điểm cha truyền con nối của những cái dòng liên thanh từ xưa đến nay, cho phép anh em di chuyển cực mượt mà luôn. Thứ hai, tâm ngắm khi bắn liên thanh sẽ không bị giật quá nhiều so với các dòng súng khác, nên sẽ dễ dàng cho anh em sử dụng. Việc di tâm thì cũng rất mượt và nhẹ nhàng. Tốc độ bắn thì cũng rất nhanh. Thứ ba thì lượng đạn cực kỳ dồi dào, nên anh em sẽ không phải lăng tăng và lo lắng về cái việc bắn nhanh như thế này thì sẽ mau hết đạn, thay đạn cũng không quá lâu. Thứ tư là em này nếu dọn map hay là đấu đơn tự do về súng thì sẽ ngon. Vì đôi khi gặp mấy anh em yếu máu từ khoảng 80 đổ về thì anh em nó sẽ làm sạch hết. Và khi bị khẩu này bắn trúng thì rất nhiều anh em biết một điều là nó rất là bực bội và khó chịu. Em không biết cái sự khó chịu nó đến từ đâu, nhưng mỗi khi mà bị khẩu này bắn thì rất ít khi chết liền. Nó cứ cấu rỉa anh em nhìn bực con mắt lắm. Đôi khi có ông gặp khẩu này ông kích luôn. Khẩu này thì nó giống như cái khẩu 3Z Trang 2, nó có tâm ảo nhưng dường như cái tâm này là để chơi, chứ canh thì gần như sẽ không bao giờ trúng. Nên đây em sẽ không cho là một cái ưu điểm, cũng không cho là một cái điểm trừ luôn. Đây là những điểm mà em cho là ưu và nhược của cái dòng VKS94 Elite này. Nó hình như thì có cả một cái phiên bản thường và camo. Một cái dòng súng không quá ngon nhưng cũng đáng để anh em thử trải nghiệm một lần. Chúc anh em xem video vui vẻ. Nếu thấy hay đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh và like cho em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. My path.
past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my bed. Kill. The worst of times just like a test. Multi-kill. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, figure out what you like and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. New friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. You're silently scared that you'll figure it out. Double kill! I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my feelings. And when they finally think you're worth it, then it's a chance. Double kill! Ruthless. Multi-kill! Better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is worth it. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I just fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I know the thing, the road ahead is tough. They try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silent, that you're figuring out. I'll make it look like I'm losing. Double kill! Won't bother hiding.